quan lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tư tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm thời gian ngày 16 tháng 12 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 223 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Phô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 273 Hàng thứ năm từ dưới đến lên Bắt đầu xem từ Kinh Văn Ngã tác Phật thời Thập phương chúng sanh Văn ngã danh hiệu Hệ niệm ngã quốc Pháp bồ đề tâm Kiên cố bất thoái Thực chúng đức bổn Chí tâm hồi hướng Dục sanh cực lạc Vô bất tòa giảng. Nhược hữu túc ác Văn ngã danh tự Tức tự hối quá Vì đạo tác thiện Tiền trì kinh giới Nguyện sanh ngã sát Mãn chung bất phục Cánh tam ác đạo Tức sanh ngã quốc Nhược bất nhị giả Bất thủ chánh giác Chương này chỉ có một nguyện Thứ mốt Nguyện hối quá đắc sanh Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão Bên phải là nguyện thứ 21 Hối quá đắc sanh Trước vô bất tọa giả Giống với nguyện thứ 20 của Ngụy dịch Thống quy Câu văn áp dụng cả hai bản dịch đường và tống nghĩa là kinh văn của chương này đoạn ở trước và bản dịch của khương tăng khải trích lục trong bản dịch của khương tăng khải bên dưới đây chính là nếu có túc ác nghe danh từ ta trở về sau kinh văn ở sau áp dụng nguyện thứ năm ngũ ngôn dịch hán dịch loại chi loại là cơ bản tương đồng kết thành nguyện này Gọi là hối quá được sanh Khác với ba nguyện Nguyện thứ 18, 19 và 20 Thực tế mà nói Đây cũng là bổ sung của ba nguyện trước Khác nhau ở đâu? Ở chỗ Người làm ác trong đời quá khứ Tội nghiệp sâu nặng Phải chịu quả báo trong tam đồn Đời này Nghe danh phát tâm Hối quá hướng thiện Chí tâm hồi hướng Thực đức cầu sanh Khi lâm mạng chung Nhờ Phật gia bị Không đoạt vào ba đường ác vạn sanh vào cõi nước này Đây là đức từ thù thắng của nguyện này Chúng ta xem đoạn này Nguyện thứ 18 ở trước Hình như chúng tôi đã nói suốt 6 tiếng đồng hồ Nguyện thứ 20, 21 là một chương Cũng nói hết 6 tiếng đồng hồ Đều nói với quý vị rất tương tận Tiếp theo xem nguyện này Thấy Phật A-di-đà Vô cùng từ bi Nguyện này rất quan trọng Vì sao vậy? Vì chúng sanh trong lục đạo Trong kinh Đức Phật nói rất hay chắc chắn là thời gian ở trong ba đường lành ít thời gian ở ba đường ác nhiều nguyên nhân là gì từ bách pháp minh môn luận chúng ta thấy tâm sở tương ứng với thiện ác Thiện tâm sở chỉ có 11 loại Ác tâm sở có 26 loại Đây là phiền não Điều này chứng minh Bản tánh là giống nhau Trong bản tánh không có những điều này Thiện ác không có Nhiễn tịnh cũng không có Bản tánh giống nhau Nhưng tập tánh thì không giống nhau Tập tánh đích thực là Ác nhiều thiện ít Tuy ác nhiều thiện ít Vì sao thiện vẫn có sức mạnh Đây chính là cổ nhân đã nói Ta không thắng chánh Chúng ta phải tin câu nói này Dù người bất thiện đến đâu Họ vẫn còn lương tâm Khi lương tâm hiện ra, họ xuất hiện. Bởi vậy, công đức giáo dục không thể nghĩ bằng. Con người không thể không tiếp thu giáo dục. Giáo dục gì? Là giáo dục thánh hiền. Xã hội hiện nay chư vị phải biết rằng toàn bộ xã hội trên thế giới này đều động loạn chưa từng xảy ra trong lịch sử bất luận là phương đông hay phương tây trong lịch sử chưa từng có tình trạng hỗn loạn như thế này nguyên nhân là do đông chúng ta hồi tưởng lại sẽ rõ phương tây từ khi khoa học kỹ thuật phát triển Cách mạng công nghiệp Điều này khoảng 300 năm trở lại đây Một trăm năm đầu tiên ảnh hưởng không lớn Đó là thời kỳ manh nha của khoa học kỹ thuật Một trăm năm thứ hai khoa học kỹ thuật đã tiến bộ Phương Tây dần dần lãng quên giáo dục tôn giáo tại trung quốc 200 năm trở lại đây chúng ta xem tập văn của ông tăng quốc Phi ông là người của 200 năm trước Trong câu văn Đã thể hiện sự ai oán bi phẫn Cảm nhận một cách sâu sắc Nếp sống xã hội ngày càng xuống dốc Luân lý đạo đức trong xã hội Chỉ là hướng danh vô thực Đây là tình trạng của 200 năm trước Một trăm năm sau luân lý đạo đức trong xã hội chúng ta không còn nữa đến danh cũng không còn hai trăm năm trước có danh vô thực một trăm năm sau đến danh cũng không có bởi vậy chúng ta có thể nói người bây giờ rất xa lạ đối với truyền thống văn hóa những gì họ hiểu còn thua xa cả người ngoại quốc Đối với lịch sử địa lý của nước ngoài Còn hiểu đôi chút Nhưng hoàn toàn không biết gì đến lịch sử nước mình Nguyên nhân xã hội đồng loạn là đây Ta đã phức bỏ truyền thống văn hóa Người phương Tây vứt bỏ giáo dục tôn giáo chính là nguyên nhân gây ra đồng loạn cho toàn thế giới bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều chuyên gia học giả và một vài người lãnh đạo quốc gia họ rất ưu tư về điều này nhưng cũng đành chịu phải làm sao Dùng phương Điều pháp gì Không có cách nào Liên Hiệp Quốc nghĩ biện pháp làm sao Để tiêu diệt xung đột à, Xúc tiến nền hòa bình an định cho xã hội Họ triệu tập chuyên gia học giả trên toàn thế giới cùng nhau nghiên cứu đã nghiên cứu hơn 30 năm rồi Tôi thấy những chuyên gia học giả này Tôi tiếp xúc không ít Hầu như đến tính tâm đều không có Họ ở cùng nhau nói một cách cảm thán rằng Thế giới này còn có hòa bình chăng chúng ta biết ngày nay người trong đời trước làm ác tội nghiệp sâu nặng đây là sự thật rất phổ biến đây không phải là hiện tượng tốt nhưng mấy người biết được quả bóng Có một bộ phận học giả tôn giáo biết Trong kinh Đức Phật nói Quả báo phải chịu ở trong tam đồ Tam đồ là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục Tam đồ là quả Nhân là gì? Trong kinh Đức Phật nói Nhân là tham sân si Tham lam Là đường ngạ quỷ Sân hận và đố kỵ Là đường địa ngục Ngu si là đường súc sanh Không có thánh hiền nhân dạy họ Sao họ không ngu si được Ngu si nghĩa là không hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ Không hiểu về sự thật của nhân quả nghiệp báo Đây là thuộc về ngu si Chúng ta cũng có thể lãnh hội được thế gian này biết bao nhiêu chúng sanh từ địa ngục đến đây chịu hết tội ở địa ngục họ lại trở về nhân gian trả xong quả báo trong đường ngã quỷ cũng có thể sanh vào cõi người đường súc sanh cũng như thế đến thế gian này lại không gặp được giáo dục luân lý của thánh hiền họ còn mang trên người tập khí của đường ác như vậy thì vấn đề ngày càng nghiêm trọng đời này được thân người đời sau lại đoạn vào tam đồ trở về tam đồ so với lần trước còn khổ hơn đây đều là chân tướng sự thật Chúng ta lãnh hội được điều này Những người thấy được điều này Đau lòng biết bao Khủng khiếp biết bao Làm sao để cứu họ Đức Phật A Di Đà nghĩ chu đáo hơn chúng ta nhiều. Bốn mươi tám nguyện cũng là lấy họ Làm đối tượng giúp đỡ chủ yếu Trong đời này Chỉ cần có thể nghe danh phát tâm Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mười hai ngàn năm Một ngàn năm thứ nhất Là thời kỳ chánh Pháp Một ngàn năm thứ hai Là thời kỳ tượng Pháp Mười ngàn năm sau cùng Là thời kỳ mạt Pháp Một ngàn năm thứ nhất Cách Phật diệt độ sức gần Pháp của Phật Được truyền thừa vẫn chưa biến chất Cho nên Đức Phật nói Chỉ cần tri giới Họ có thể thành tựu Thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu Đến thời tượng pháp Tức một ngàn năm thứ hai trì giới không được Tri giới không thể thành tựu Mà phải tu định Chỉ còn tu định Mới có thể liễu sanh tử xuất tam giới Đến thời kỳ mạt Pháp Lúc bắt đầu của một ngàn năm thứ ba Thời mạt Pháp chúng ta đã qua được một ngàn năm về sau vẫn còn 9.000 năm nữa Một ngàn năm này coi như không tệ Hình thức của tiểu thừa Và đại thừa vẫn tồn tại Không thể nói không có người thành tựu Nhưng rất ít Giống như lông phượng sừng lân vậy Sau một ngàn năm thứ hai của thời kỳ mạt Pháp Tức là thời đại hiện nay của chúng ta Chúng ta gặp phải khổ nạn lớn lao này Hoàng niệm lão lớn tuổi hơn tôi Học Phật trước tôi rất khó được là thân cận thiện tri thức Nguồn gốc gia giám tố Ông nói với tôi Về sau Nghĩa là từ nay về sau Ngoài tịnh độ ra Thì học bất kỳ pháp môn nào Cũng không thể thành tựu Tôi tin lời này và có thể lý giải Vì sao vậy? Vì tám vạn bốn ngàn pháp môn Tất cả đều phải đoạn phiền não Thì mới có thể thành tựu Phiền não dễ đoạn chăng? Cử án đầu tiên là phái thần kiến Có mấy người có thể làm được Đây là cửa ải thứ nhất Nghĩa là nói Không còn chấp trước Thân này là ta Đây là cửa đầu tiên Niệm niệm không quên cái ta Như vậy là không thể ra khỏi luân hồi Luân hồi từ đâu mà có Luân hồi là do ngã chấp sinh ra Chỉ cần ta cho rằng có cái ta Là không thể ra khỏi luân hồi Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Mới đột phá được cửa ái này chứng được tiểu thừa tu đà hoàn quả trong đại thừa kinh hoa nghiêm là sơ tính vị bồ tát của thập tính vị tức là nhập môn trong tất cả kinh luận đức phật đều nói như vậy chúng ta nghĩ đến vấn đề này là biết Tám vạn bốn ngàn pháp môn Không phải pháp môn không hay Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Chúng ta không làm được Vấn đề là ở chính mình Không phải do pháp môn Quả thật không làm được tự à, tư sư, tự lợi thì si nhân ngã ngũ dục lục 50, trần tham sân sư, si mạng thật sự có thể buông bỏ ư không à, buông vô được nghĩa là không vào được cửa bởi vậy 9.000 năm thời mặt Pháp về sau Bao gồm chúng ta hiện tại 9.000 năm Bây giờ chúng ta mới qua 37 năm Sang năm là năm thứ 38 Ngoài niệm Phật cầu sanh tỉnh độ ra Không còn con đường nào khác Đây là điều mà chúng ta phải nhận thức rõ ràng Tội nghiệp sâu nặng không sao Phật Di Đà có nguyện này Nguyện này bảo đảm cho chúng ta Mặc dù tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Chỉ cần chúng ta sám hối Chỉ cần chúng ta biết sửa đổi Cũng có thể vãng sanh Đúng là 48 nguyện độ tận tất cả chúng sanh trong Pháp giới Nguyện lực này Thu thắng Không thể đo lường Chúng ta thật sự muốn phản sinh Trong nguyện này nói Nghĩa là đối với chúng ta mà nói chúng ta chính là loại người này phải biết phối lộn ở đây nói danh văn không chỉ là danh bộ kinh này đều là danh hiệu phật danh hiệu a di đà phật nghĩa là gì bộ kinh này là giải thích cho chúng ta câu danh hiệu nam mô a di đà phật ở trước chúng ta đã từng học Nguyện 18 là thập niệm tất sanh Triển khai nguyện thứ 18 Chính là 48 nguyện Hay nói cách khác 48 nguyện là giải thích nguyện thứ 18 này Thập niệm tất sanh Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này là giải thích 48 nguyện Một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chính là giải thích Kinh Vô Lượng Thọ Tất cả kinh điển Đức Thế Tùng nói trong suốt 49 năm Tức là giải thích kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Sư Duy và quan sát từ những điều này Mới biết công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn thực sự thấu triệt, rõ ràng, minh bạch, chúng ta mới biết toàn bộ Phật pháp chính là một câu A Di Đà Phật. Chúng ta mới chuyên tâm nỗ lực chấp trì. Trong tâm có Phật A Di Đà. Ngoài ra đều buông bỏ hết Đây mới thật sự là hối lỗi hướng thiện Khởi tâm động niệm Tương ứng với kinh vô lượng thọ Tương ứng với 48 nguyện Niệm niệm không từ bỏ Đó nghĩa là trồng đức Chúng ta đang trồng đức bổn Dựa vào điều này để cầu sanh tịnh độ Hoàn toàn y cứng vào danh hiệu Công đức vô cùng thù thắng Khi làm mạng chung nhờ nguyện lực của Phật gia bị Không đoạt vào ba đường ác Chúng ta phải hiểu ý này Nếu khi lâm chung không có 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị 48 chắc chắn giá sẽ đọa vào ba và đường ác. Bây giờ ta được Phật lực gia trì. Cho nên, trước đồng đây, đồng khi tịnh Tông học hội đồng mới đồng thành đồng lập, đồng Đây là lần đầu, đầu tiên tôi đến Bắc, Bắc, Kinh, Bắc Kinh gặp Hoàng Niệm Lão. Ông khuyên tôi tịnh tông một hội do cư sĩ hà liên cư đề xuất cổ nhân nói danh bất chánh tức ngôn bất thuận từ xưa đến nay đạo tràng tịnh tông đều gọi là liên sản niệm phật đường Tư duy của cư sĩ Hà Liên Cư Quả thật rất mới Nếu Phật Pháp tiến bộ theo thời đại Chúng ta phải đổi tên của liên xã Niệm Phật đường thành tịnh tông học hội Tên này là do Hạ Liên Cư đề ra Tuy đề ra Nhưng ở trong nước không có thành lập cho nên đem vấn đề này giao phó cho tôi để tôi kiến lập ở nước ngoài lúc đó đúng lúc tôi đến vancouver để giảng kinh cho nên tịnh tông học hội đầu tiên thành lập tại canada tại thành phố vancouver tịnh tông học hội canada học hội thứ hai được thành lập tại san francisco một thị trấn nhỏ gần san francisco là Sanival Tỉnh Tông Học Hội tại Mỹ Học Hội thứ ba là Tỉnh Tông Học Hội Los Angeles Tôi ở bên đó giảng kinh suốt mười mấy năm Hình như tất cả có hơn ba mươi học hội Khu vực Mỹ và Canada Tất cả có hơn ba mươi học hội Tôi rất tán thành đề, đề nghị Của Hạ Liên Cư Về sau tôi di dân, dân đến Điều Úc Châu Tôi đã thành lập Tịnh Tông Học Viện Tại Úc Châu Chính phủ Đồng ý tên gọi này Ban đầu xin phép là đoàn thể của Tịnh Tông ba năm sau quan viên của chính phủ đến khảo sát học viện của chúng tôi họ nói với tôi đoàn thể này của quý vị không phải là đoàn thể tôn giáo quý vị là đoàn thể học thuật chính thức thay đổi học viện chúng tôi thành đoàn thể học thuật không phải là đoàn thể tôn giáo phật giáo phải khôi phục lại nền giáo dục phải khôi phục lại truyền thống dạy học người úc châu đến tham quan học viện chúng tôi đã nhận thấy chúng tôi mỗi ngày đều dạy học đều thuộc về hoạt động giáo dục xã hội điều này khiến họ vô cùng hoan hỉ bởi thế Vấn đề danh chính rất quan trọng Sư sĩ Hạ Liên Cư Ông luôn hy vọng Phật giáo chúng ta phải làm công tác danh chính Nghĩa là đối với tự viện an đường Đây là cách xưng hô ngày xưa không dùng cái xưng hô này nữa Đạo tràng trung học sư, Gọi là sư. học hội Nơi nghiên cứu kinh giáo Gọi là học viện sư, Học hội sư, và học viện Không đến nỗi gây ngộ nhận sư, Cho đại chúng xã hội Đề nghị này rất hành. hay Đây đều là đến nhờ nguyện của Phật gia trị Chúng ta không đến nỗi đọa vào ba đường ác Quý vị xem Lìa sa Phật A di đà Chúng ta phải bình tĩnh kiểm điểm lại mình Tư tưởng Ngôn ngữ Hành vi trong đời của chúng ta Nghĩa là tạo những nghiệp này Có đáng đọa vào ba đường ác không? Siêng sí năng kiểm điểm Tự mình sẽ biết Chúng ta không muốn đoạn ba đường ác Thì cần học theo Pháp Sư Doanh Kha Thành tâm sám hối Sửa đổi hướng thiện Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ông thật sự vãng sanh Vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không những không đọa vào ba đường ác Mà còn vượt thoát luân hồi lục đạo Còn siêu việt người Pháp giới công đức lợi ích thu thắng này Chư Phật Như Lai đều nói không cùng tận Đây là chân tướng sự thật là đức từ thù thắng của bổn nguyện đây là từ bi vô tận của phật a di đà ngài đưa tay cứu vớt những chúng sanh tạo tội nghiệp khắp pháp giới hư không giới và lục đạo tam đồ chỉ cần Chỉ cần những người tạo tội nghiệp sâu nặng này Có thể sinh Có thể sám hối Có thể phát nguyện Mỗi người đều được cứu Đúng như nhà Phật thường nói Đệ tử Phật ngôn không bỏ một ai Câu này dùng trong tịnh tông Dùng nơi Phật A di đà Đó là cứu cánh viên mãn Cho nên nói 48 nguyện Mỗi nguyện đều là việc chúng sanh Đại từ bi phụ Ân đức vô cùng Ta là hàng đệ tử Phật Làm sao để báo đáp Hôm nay chúng ta đọc nguyện văn này Phật A-di-đà dùng tâm như thế nào đối với chúng ta? Chúng ta phải biết cảm ơn, phải biết báo ơn. Không thể y giám phụ hành, nghĩa là cô phụ Phật A di đà Nếu cảm ơn, vậy phải báo ơn như thế nào? Niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc là, là báo ơn. Phật A Di Đà luôn hy vọng chúng ta nhanh chóng trở về thế giới cực lạc. Sớm ngày chứng được quả Phật viên mãn. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Nguyện trung hệ niệm. đây là trong kinh văn nói văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc trong tiểu bổn kinh di đà cũng dịch là nhất tâm hệ niệm chỉ tâm niệm một vào một nơi, không suy nghĩ điều gì khác. Đây gọi là hệ niệm. Ngày nay chúng ta gọi là nhất tâm chuyên đúng. Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn tạp niệm nào. Nghĩa là nói buông bỏ hết tất cả. Đây gọi là hệ niệm Nhất tâm bất loạn chúng ta không làm được Trong Phật Pháp đó là công phu của Thánh hiền Sự nhất tâm bất loạn Là từ tu đà hoàng trở lên mới đạt được Liên nhất tâm bất loạn là Pháp thân Bồ Tát mới đạt được Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Quả thật chúng ta không làm được Nhưng nhất tâm hệ niệm thì được Ta buông bỏ mọi tạp niệm Chỉ niệm Phật A-di-đà Chỉ đọc một bộ kinh vô lượng thọ một bộ kinh vô lượng thọ Một câu Phật hiệu Nỗ lực hành trì Tha thiết cầu vạn sinh Năm ba năm nhất định thành tựu Không cần thời gian quá dài Hèn chốt ở chỗ buông xả Trong tâm vẫn còn âu lo Vẫn còn vướng mắt Không buông xả được Đó, Đó là chướng ngại Buông bỏ triệt để Mọi chướng ngại đều không còn Như Quán Kinh nói Cần phải chuyên tâm Hệ niệm nhất xứ Nghĩ đến phương Tây đây là kinh quán vô lượng thọ dạy cho chúng ta phương pháp niệm phật, phương pháp này gọi là quán tưởng. Trong kinh Lăng nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta nhân phật niệm phật hiện tại tương lai nhất định thấy phật nhớ phật tức ở đây nói là hề niệm nhất xứ. trong tâm có phật niệm phật trên miệng có phật thân khẩu tương ứng đây gọi là niệm phật chân chánh bất luận gặp cảnh giới như thế nào thiện duyên ác duyên thuận cảnh nghịch cảnh Đều nhất tâm niệm câu Phật hiệu này Thuận cảnh không sanh tham ái nghịch cảnh không sanh sân nhuế Học cách Không để ngoại cảnh làm lay động Như vậy là công phu đắc lực công phu thành tựu Pháp môn này không cần công phu thâm sâu một niệm tương ưng một niệm phật kỳ lâm mạng chung mười niệm đều vãng sanh chỉ cần làm được nhất tâm hệ niệm sinh niệm chúng ta biết có thể tự tại phản sanh nếu còn thọ mạng nhưng ta không cần muốn đi ngay bây giờ được không được phật a di đà sẽ đến tiếp dẫn thọ mạng ta đã đến nhưng cảm thấy chúng sanh quá khổ Bèn thưa với Phật A-di-đà Con muốn ở lại thế gian thêm vài năm nữa Không phải con vì bản thân mình Mà vì những chúng sanh khổ nạn này Quyên bảo họ Có thể ở thế gian thêm vài năm không? Có thể Đức Phật sẽ thường quan tâm quý vị cổ nhân làm được người bây giờ cũng có thể làm được quan trọng nhất ba câu nói này rất quan trọng cần phải chuyên tâm hệ niệm nhất xứ nghĩ về phương tây đừng nghĩ điều gì khác chỉ duy nghĩ về phật a di đà chuyên niệm phật a di đà Trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Ngày Tôi nay chúng ta chế tâm một chỗ thân Là thân để cầu sanh thế giới cực lạc Thực chúng đức bổ Đây là lúc chúng ta chưa đến thế giới cực lạc Cần phải làm những điều này Chỉ là một việc duy nhất này Các việc khác đều không cần làm thật tức là trồng trọt giống như trồng cây cối vậy trồng trọt Trong gì trồng đức bổn đức bổn là gì bên dưới nói như thiện căn đức tức là thiện bổn nghĩa là căn đức bổn tức là thiện căn Ba thiện căn là gì? Trong kinh, Đức Phật nói với chúng ta Thông thường gọi ba thiện căn là không tham, không sân, không si Đây đúng là ba thiện căn Nói với ai? Nói với hàng chúng sanh trong đạo vì sao vậy? vậy? Vì tham sân si đọa vào ba đường ác Không tham, không sân, không si Không đọa vào ba đường ác Ta ở trong hai cõi trời người của lục đạo Cho nên gọi là ba thiện căn Ở đây ý nghĩa càng thâm sâu Đức bổn tức là căn bản của đức Căn bản của đức chính là tâm Y theo nghĩa này danh hiệu Phật a di đà gọi là đức bổn Đây là nói đến tịnh tông chúng ta Đúng là gốc của vạn đức Vì sao vậy? Vì 48 nguyện Đều từ đức bổn này sanh ra Không có đức bổn này Làm sao có nguyện thứ 18 Làm sao có 48 nguyện Vì sao nói câu danh hiệu này là gốc của vạn đức Vì nó bao hàm vô lượng vô biên kinh giáo mà tất cả chư phật khắp mười phương ba đời đã nói trong một câu phật hiểu này cho nên nó là gốc của vạn đức tất cả pháp thế xuất à, thế gian đều là cành lá hoa quả của nó như giáo hành tính chứng nói Đây là trước tá của một vị tổ sư Nhật Bản Đức bộ là đức hiệu của Như Lai Xưng niệm một câu đức hiệu này Chí đức thành tựu viên mãn Các họa xoay chuyển Gốc đức hiệu của mười phương ba đời cho nên gọi là đức bổn Mấy câu này rất quan trọng Đặc biệt là đối với người trong thời đại của chúng ta Vì sao vậy? Vì hiện nay thiên tai dồn dập Trong xã hội này Chúng ta có thể tin rằng Trên một nửa số người tâm đều bất an đều có lo âu đều có sự sợ hãi hôm nay có người còn nói với tôi người mỹ phát sóng khắp toàn cầu Bộ phim về dự ngôn thiên tai năm 2012 Không phải là ngẫu nhiên Tôi suốt mấy mươi năm nay không xem phim, không xem TV Bộ phim này ra đời Lúc đó tôi đang trị bệnh Nha Chu ở Đài Loan Đồng Thái tu ở Đài Cái Loan thương. mua vé Hơn 20 người cùng đi với tôi Để xem bộ phim này Xem xong tôi nói với mọi người Đây là trời cao cảnh cáo chúng ta Theo tôi đây không phải là ngẫu nhiên Vấn đề này quả thật ngày càng gần Thêm vài ngày nữa là đến năm 2011 Thêm một năm nữa là năm 2012 Vấn đề này chúng ta phải đối phó như thế nào? Người niệm Phật rất đơn giản Chỉ một câu A-di-đà Phật Có thể tiêu tan miễn nạn Người niệm Phật người dù đối diện với bất kỳ thiên tai thảm họa nào Đều nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Namo. Phật Tức à, có thể xoay chuyển thiên tai Chuyển biến không những trong kinh điển nói như thế, mà trong chú giải kinh quán vô lượng thọ phật pháp sư từ phân quán đảnh cũng đã nói như vậy vấn đề là ta có tin hay không xảy ra thiên tai thảm họa lớn bất kỳ phương pháp nào cũng không giải quyết được chúng ta dùng một ví dụ đơn giản chẳng hạn ta bị bệnh nặng đi khám bác sĩ Bác sĩ trong bệnh viện tuyên bố ta chỉ sống thêm khoảng 1, 2, 3 tháng nữa. Không còn phương pháp chữa trị. Đây là lúc ta gặp khó khăn nhất. Có biện pháp cứu vãn không? Có. Niệm Phật A-di-đà có thể cứu. Tin sâu, nguyện thiết. Nhất tâm xưng niệm Phải dùng tiêu chuẩn này Trong tâm Ngoài Phật A-di-đà ra Không còn tạp niệm nào khác Thì bệnh của ta tự nhiên lành Vì sao vậy? Vì Phật A-di-đà là gốc của đức hiệu mười phương ba đời cấp biến pháp giới hư không giới thuần tình thuần thiện ngài có thể khiến tế bào độc bệnh trên thân thể ta đều khôi phục bình thường nhưng cần phải tin mới được Bán tin bán nghi là không được Không thể nhận được hiệu quả Ngay trước mắt chúng ta Trong mấy năm lại đây Chúng ta thấy rất nhiều người niệm Phật Gặp phải trường hợp như thế Họ niệm Phật đều được lành mạnh Bác sĩ tuyên bố họ sống không quá 3 tháng Nhưng 3 tháng sau khi tái khám thì bệnh không còn Bác sĩ cũng rất kinh ngạc Phải chăng là chẩn đoán sai Ông đem tư liệu trước đây ra xem lại Là thật không phải giả Hỏi họ có trị liệu hay uống thuốc gì không Đều không có Họ chỉ niệm Phật A-di-đà Trong y học cho đây là kỳ tích Mọi người đều có thể chế tâm một chỗ Đều có thể nhất tâm sinh niệm Tôi tin rằng đại chúng xã hội đều tin tưởng Không phải không tin là do ta có hoài nghi Tham sân si mạng nghi Gọi là năm độc Ta hoài nghi nó Khiến công phu của mình bị phá hoại hoàn toàn Chính là như vậy Nếu không hoài nghi Hiệu quả này quả thật không thể nghĩ bàn Vì sao có hoài nghi Vì do tập khí Tập khí vì não tiếp Phật nói một cách rõ ràng như thế, đó một đúng cách đúng. minh bạch như thế, ta vẫn cứ sinh nghi khoa. Đây là do nguyên nhân gì? Do lý giải chưa thấu triệt. Vậy phải làm sao? Phải nghe kinh thật nhiều. Nếu như biết cách nghe Vẫn dùng phương pháp của cổ nhân Nhất môn thâm nhập trường thời phương tu Năm ba năm Tính tâm sẽ thành tựu Ta không còn hoài nghi nữa Hiệu quả xuất hiện Những điều này đều cần có thiện căn phải có sự nhẫn nại Chuyên tâm vào một bộ kinh Hiện ừ. nay có CD giúp ích rất lớn Một đĩa CD Một ngày nghe 10 lần Một đĩa nghe một tiếng Một ngày nghe 10 lần Đây là trường thời quân tu. Nghe xong một bộ Quay lại nghe từ đầu Dùng phương pháp này Tâm sẽ định Chúng ta tin rằng Thông thường khoảng 3 năm Họ đạt được tâm thanh tịnh Chỉ cần đạt được tâm thanh tịnh Có thể thay đổi mọi thứ bệnh tật vì sao vậy? Vì toàn bộ tế bào trên thân thể họ Đều được khôi phục thanh tịnh Không có thời gian dài Không thể giải quyết Ba hoặc năm năm được niệm Phật tam muội Sáu bảy năm khai ngộ khi con người được khai ngộ sẽ có một chút năng lực bây giờ người ta gọi là công năng đặc dị nó sẽ hiện diện dần dần thiên nhãn hiện tiền thiên nhĩ hiện tiền họ có thể thấy được điều mà người bình thường chúng ta không thấy họ nghe được những điều chúng ta không nghe được điều này không có gì kỳ lạ đây là bản năng của mỗi chúng ta vì việc đảm tập khí quá nặng khiến cho năng lực này mất đi tâm thanh tịnh một chút thì nó dần dần khôi phục càng thanh tịnh thì năng lực này khôi phục càng lớn những gì trong kinh chất vật nói đều là thật không phải giả cho nên cần phải nhớ con phật hiệu này là đức bổ gốc và đức của thế xuất thế gian không phải ta muốn tích đức ư tích đức bằng cách nào nên phật chính là tích đức tích đức lớn tích đức lớn lao phiên mạng tích đức lớn của thế xuất thế gian Không thể không biết điều này Ngày đêm không được gián đoạn Khi bắt đầu niệm sẽ gián đoạn Đó gọi là thất niệm Mất niệm này Khi nào cảnh giác lập tức khôi phục Đừng sợ Đây là hiện tượng rất bình thường Niệm khoảng một hai năm Dần dần sẽ thuần thục Khi thuần thục Nó sẽ không gián đoạn Khi không niệm Phật hiệu Cũng không gián đoạn Trong tâm a di đà Phật Cũng không gián đoạn Nhất định phải nuôi dưỡng nó Thành thói quen Nếu cảm thấy thiên tài năm 2010 là thật Cảm thấy rất bức, như vậy phải định thời kỳ để đạt cho được trước tháng 12 năm 2012 ta nhất định hoàn thành. Hoàn thành điều gì? Hoàn thành nhất tâm hệ diện. Thiên tai này đối với ta mà nói là hoàn toàn được hóa giải. Thiên tai xuất hiện, ta không hề bị thiên tai này làm ảnh hưởng. Nếu như ta có cùng nghiệp lực với chúng sanh Điều đó không sao Ta sẽ đến thế giới cực lạc Điều kiện đến thế giới cực lạc Ta đều đầy đủ Chúng sanh chết trong thiên tai Mỗi người đến một nơi khác nhau Đến thế giới Tây Phương cực lạc Là điều thù thắng vô cùng Phải biết Đây là chư vị Bồ Tát Khắp hư không Pháp giới Luôn hy vọng mong cầu Nhưng họ không có nhân duyên Nên không gặp được Chúng ta gặp được Trong đời này có thể không thành tựu ư phải hạ quyết tâm Nhất định phải thành tựu à, Nghĩa là Tất cả những gì trước mắt Như tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Ngủ dục lục trần Buông bỏ triệt để Ta không cần đến nói nữa Những thứ này không mang theo được Đến thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ mang theo một thứ Đó là Phật A-di-đà Thiện tâm thiện ý có thể mang theo không mang theo được Cần phải buông bỏ Tâm ta Sẽ ngày càng thanh tịnh hơn Ngày càng được phát hiện sung mãn Chúng ta xem tiếp câu bên dưới Túc ác à, là chỉ tội ác tạo trong lịch thế Tức là tội ác trong đời quá khứ Kệ sám hối của Bồ Tát Phổ Hiền Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp Đây chính là túc thế Dài do vô thị tham sân si Tập khí tham sân si sì từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta không tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền. Hoặc là tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền Nhưng quá qua loa Chúng ta không hấp thụ được gì. đây là gì? đây là do tập khí viền não. viền não tập khí gì? không tôn trọng thánh hiền nhân, không để giáo huấn của thánh hiền trong tâm. Đại sư Ấn Quang nói Một phần thanh kính Được một phần lợi ích Hai, hai, phần, thanh hai phần, phần thanh kính Được hai phần lợi ích Tuy chúng ta thân cận thầy giỏi Có được nhân duyên tốt Nhưng không có tâm cung kính Do đó Tuy thân cận thiền tri thức rất lâu Nhưng không đạt được lợi ích nào Đáng tiếc Quả thật rất đáng tiếc Thầy dạy học trò Lớp này Người tiếp thu giáo dục thánh diện không nhiều Thông thường, thông thường khoảng hai ba mươi người mấy người được lợi ích học sinh không biết thầy giáo biết trong lòng thầy đề giáo đều hiểu rõ người nào được lợi ích người nào không được lợi ích vào thời nhà Hán, mã dùng mở lớp dạy học à, ông vừa lòng một học sinh đúng. ông nói sở học một đời của mình người đúng. học trò này học hết rồi người này tức là trịnh huyền trịnh khang thành Làm cách nào để nhận ra Ông chuyên tâm chuyên chú Chuyên tâm chính là cung kính Nhấn tâm chuyên chú Khi học không có tạp niệm Người học trò này làm được điều đó Nếu thấy học trò này ngồi trong lớp học Tâm để đâu đâu Vọng niệm rất nhiều Mắt nhìn khắp nơi Người này không học được gì Bởi vậy Thầy ở trên bục giảng Tâm thái của mỗi người Thầy đều thấy rất rõ ràng Minh bạch đây là thật không phải giả học tập phải dùng chân tâm học tập rất vất vả trong nhẫn lục ba la mật có một loại nhẫn gọi là pháp nhẫn đó là cầu pháp Tu học bất luận là Pháp Thế gian hay Pháp Xuất Thế gian Đều không có nhẫn nại làm sao có thể thành tựu Trong nhẫn nại có tâm cung kính Như vậy mới học thành công Không có nhẫn nại, không có tâm cung kính Qua quýt cho xong Như vậy tuyệt đối không thể thành tựu được Chúng ta thấy học sinh hiện nay đúng là trôi nổi tâm không tập trung tiểu học và trung học hiện nay tôi chưa thấy tôi tin có thể không giống như tôi lúc nhỏ học tiểu học nhưng đại học thì tôi thấy rất nhiều học sinh đối với bài học của mình so với ngày xưa thì thua xa đúng là đời này không như đời trước nguyên nhân vì sao vì họ không có nền tảng của giáo dục luân lý đạo đức và nhân quả cho nên tâm họ trôi nổi không tập trung đây là ảnh hưởng của xã hội không phải không có nguyên nhân à, Ảnh hưởng sự là... học tập của họ Nếp sống này là ảnh hưởng đến đời sau Đời này không bằng đời trước Nếu thời đại của chúng ta không có thiên tai Thiên tai nhất định xảy ra cho đời sau Không sao tránh khỏi chỉ có một phương pháp để tránh Là làm sao phục hưng nền giáo dục truyền thống văn hóa Chỉ có biện pháp này Nếu không phục hưng Nghĩa là tình hình ngày một xấu đi Nếp sống xã hội này hết các chứng vãng Đây là vấn đề lớn nhất hiện nay. Chúng ta tự cứu mình. Bây giờ có biện pháp. Niệm Phật có thể cứu mình. Niệm Phật cũng có thể cứu những người có duyên. Người có duyên không nhiều. Người thật sự muốn vãng sanh. Không muốn sống ở thế gian đầy đau khổ này nữa Không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi nữa Vì sao vậy? Vì biết được trôi lăn mãi trong luân hồi Đời sau khổ hơn đời này Ngày càng khổ khổ hơn Còn muốn sống những ngày tháng như thế ư? Ừ. Không muốn sống những ngày tháng khổ cực như thế Vậy phải cầu ra khỏi đó Ra khỏi đó phương pháp chân thật Kinh vô lượng thọ có thể giúp ta ra khỏi Nhưng thế gian này Luôn có nhân duyên với chúng ta Ta không thể trơ mắt nhìn những chúng sanh này đọa lạc Phải góp sức mình giúp đỡ họ Nghĩ đến điều này, chúng ta nhớ lại vào niên đại 70 những gì tiến sĩ thang ân tiện nói đây là một người phương tây ông có sự nhận thức và khẳng định đối với truyền thống văn hóa xưa chúng ta không thể không tôn trọng ông nói muốn cứu vãn xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết của khổng mạnh và phật pháp đại thừa phật pháp đại thừa cũng tại đất nước chúng ta bây giờ truyền thống văn hóa và đại thừa phật pháp đều xuất hiện nguy cơ nguy cơ này là gì không có người kế thừa người trong thời đại này tuổi tác đều đã lớn sau khi họ ra đi có thể không còn ai nữa các bậc cổ đức nói rằng bất hiếu có ba vô hậu lớn nhất hậu ở đây không phải nói con cái nhiều mà trong số con cái Có người để kế thừa gia đạo gia nghiệp chăng Con cái đông mà không ai kế thừa cũng như không Học thuật đạo thống Cũng như thế Nho đạo có người kế thừa chăng Phật đạo có người kế thừa chăng? Đây là vấn đề lớn. Sự kế thừa của văn hóa là nền tảng của tất cả pháp thế xuất thế gian. Nếu văn hóa không có, thì tất cả coi như hết Ngày nay chúng ta gặp phải cửa ải tồn phong nguy cấp của văn hóa Chúng ta đang gặp phải Dùng phương pháp gì? Bảo tồn điển tịch Không có ngày nay thuộc in ấn tiến bộ về điểm tịch có thể in ấn với số lượng lớn đưa vào thư viện các trường đại học quy mô trên thế giới cất giữ như vậy sẽ không bị thất truyền dù thế giới thiên tài nhiều đến đâu Cũng không thể hủy diệt hoàn toàn Nhất định còn có nơi lưu lại Cho nên nó không bị diệt vong Nhưng người không còn Thầy giáo không còn Có tài liệu không có thầy giáo Cổ nhân nói rất hay Người còn thì chính trị còn Người mất Chính trị ngừng Con người quan trọng hơn bất kỳ điều gì Chúng ta đến đâu để tìm những người này Người thật sự chịu hy sinh phụng hiến Đời này hoàn toàn buông bỏ Danh văn lợi dưỡng Chuyên môn đứng ra kế thừa truyền thống văn hóa Phải tìm người như thế Nếu có khoảng mười mấy hai mươi người Có thể thành lập thư viện Thư viện với mô hình nhỏ Từ trong sách cổ của ba nhà nho thích đạo Chúng ta hạ công phu từ đây Một người chuyên tu một bộ Mười năm sau Họ kế thừa được truyền thống văn hóa xưa Con người quan trọng Không có con người không được Thật sự có năm ba người như thế Là truyền thông văn hóa của chúng ta Đã có người kế thừa vì kế tuyệt học của các bậc thánh bên dưới nói vì thế giới mở thái bình nguyên văn là vì vạn thế khai thái bình phải tìm người như thế đây là việc đại sự quan trọng nhất trước mắt trong Phật Pháp, người truyền thừa rất quan trọng. Ai chịu phát tâm? Người phát tâm chính là Bồ Tát. Người phát tâm nhất định được chư Phật hộ niệm. Được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Học tập những thứ này rất gian nan không được sợ khổ Không được sợ khó Như vậy chắc chắn sẽ đột phá Nhất định sẽ có thành tựu Chúng ta tự biết Từ vô lượng kiếp đến nay Phiên não tập khiến sức nặng nhưng nhất tâm thiên chú trên đạo nghiệp Trên học nghiệp Phiên não tập khí dần dần được hóa giải Vì ý niệm tài chuyển Cho nên khởi tâm động niệm Tương ứng với những gì ta học trong kinh điển Phương pháp này Tiêu tai biển nạn rất hiệu quả Bên dưới đó hối Hối là hối cải Hối tức là cải Sửa đổi lỗi lầm đã qua Tu chỉnh thiện nghiệp trong tương lai Trong quá khứ tạo ra mọi ác nghiệp Làm ra tất cả những điều sai lầm Về sao không tái phạm Phải thật sự sửa đổi nó Phải nghĩ cho tương lai Mỗi à, niệm nhìn, nhìn, vì chánh pháp cửu trú à, Truyền thống văn hóa à, Do ta phát tâm đứng ra thương. truyền thừa Phát triển nó rộng rãi Hối Thế quá mà, là hướng đến Tam bảo Phật Pháp Tăng sám hối lỗi lầm mình đã tạo tăng. Thề không tái phạm đây là người học phật chúng ta sám hối tội nghiệp phải cầu tam bảo chứng minh đứng trước tam bảo phát thể về sao không tái phạm điều này quan trọng nhất là chân thực sám hối hề không tái phạm Hủy này gọi là khối quá đắt sanh Cho nên biết sám hối là thêm chốt của vạn sanh Tất cả tội từ sám hối mà diệt. Đây là đạo lý gì? Sám hối có thể diệt tội ư? Có thể. Vì sao vậy? Vì trong kinh Đức Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Trong tâm ta Khởi lên những ý niệm này Phân biệt chấp trước Trái với tâm đức Đó chính là tội có thể tương ưng với tánh đức đó gọi là sám hối Tội liền tiêu diệt Người thật tâm sám hối là từ đây về sau Cởi tâm động niệm đều nghĩ về điều gì? Đều nghĩ đến những lời dạy trong đệ tử quy Trong cảm ứng thiên và trong thập thiện nghiệp Trong kinh vô lượng thọ không tìm thấy lỗi lầm nơi họ không còn nữa nếu có tâm động niệm trái với giáo huấn của thanh thiền như vậy là đang tạo nghiệp tội lỗi ta tăng trưởng theo từng ý niệm mỗi niệm đang tăng trưởng ta nhất định phải biết quả báo ở trong ba đường ác từ xưa đến nay rất nhiều người tu hành thành tựu nhân tố đầu tiên là sợ cái khổ trong địa ngục nghĩ đến tam đồ quá khổ không thể đến đó không được đến đó như thế nào mới thực sự không đến đó tự sửa đổi mình sẽ không đến đó Nếu không sửa đổi, dù niệm Phật cũng phải đến đó. Niệm Phật có lợi ích không? Có lợi ích. Trong hạt giống vào trong A là giá? Đời này không thể thành tựu. Ta phải tiếp tục luôn ngồi thọ báo trong lục đạo. Khi nào thành tựu, đời sau kiếp sau có nhân duyên gặp được Phật. Tiếp tục tu hành khi đạo thực sự giác ngộ buông bỏ thế duyên tức là thành tựu vạn sanh tịnh độ cũng không ngoại lệ phải buông bỏ không buông bỏ niệm của ta không chuyên nhất niệm không nhất không sanh tịnh độ đây là giáo lý đại thừa thường nói Ái không nặng Không sanh ta bà Niệm không nhất Không sanh tình độ Chứng tỏ Trôi lăng trong luân hồi lục đạo Tin chấp là nhân tố hàng đầu Tham ái Phải đoạn ý niệm tham ái Không phải bảo ta đổi đối tượng tham ái không phải ý này Mà phải đoạn ý niệm tham ái Tham sân si sì, mạng nghi đều phải đoạn Trì giả Trì là phụng trì Mạng chung không còn đọa vào ba đường ác Tức sanh vào cõi nước ta Là tông chỉ chủ yếu của nguyện này Tông chỉ của nguyện này Nghĩa là Người sửa đổi sai lầm Người nghe danh hiệu mà sửa đổi xã hội Thật sự phát tâm tích lũy công đức Cầu sanh tịnh độ Lúc họ mạng chung Chắc chắn không đọa vào ba đường ác Nguyên nhân không đọa ba đường ác Chúng ta cần phải biết Họ niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trị Cho nên họ không đoạt vào ba đường ác Làm chung được Phật đến tiếp dẫn Họ nhất định sanh về Thế giới cực lạc nếu trong quá khứ làm ác có nghiệp quyết định Sau khi mạng chúng Cần phải ở thế giới này Hoặc ở thế giới khác Đọa vào ba đường ác Tội nghiệp tạo trong đời quá khứ rất nặng Nhất định dẫn dắt ta vào trong ba đường ác đây là tội nghiệp cực nặng Sau khi mạng chung Cần phải Hoặc ở tại thế giới ta bà Hoặc ở thế giới khác Đọa vào ba đường ác Nhưng đời này sám hối Tu đạo hành thiện Tụng kinh trì giới Phát tâm bồ đề Chuyên niệm cực lạc chỉ tâm hồi cứng Cầu sanh tịnh độ Đời này chúng ta có nhân duyên Gặp được Phật Pháp Gặp được Đại Thư Gặp được tình độ Không đơn giản Sau khi gặp được Ta có thể gặp được, thể gặp được Kinh Vô Lượng Thọ Có thể gặp bản hồi tầm của cư sĩ Hà Niên Cư Điều này rất khó được Lại gặp được bản chú giải của cư sĩ Hoàng Niên Tổ Khó trong các điều khó chúng ta hiểu rõ ràng thấu triệt về tịnh độ tính tâm sanh khởi đoạn tận nghi hoặc thực sự đoạn nghi sanh tính buông bỏ phản duyên nhất tâm duyên tu Đây gọi là đời này sám hối tu đạo hành thiện Hành thiện Đối với bản thân mà nói Chính là nhất tâm chuyên niệm Đối với đại chúng mà nói Là giúp họ Giới thiệu pháp môn tình độ cho họ biết Phương pháp này, trực tiếp nhất, nhất. Thiện xảo nhất Là, là chính, xạo chính mình phát tâm hóa hóa học giảng kinh giảng. Có thể nếu làm được không? Đúng. Được, ta không biết giảng Cũng không có trí tuệ Không sao Có đảm bảo giá trị Chỉ sợ là ta không phát tâm nếu thực sự phát tâm, tam bảo sẽ giá trị nhất định sẽ thành công chúng tôi mới học phật cũng rất lo sợ thầy khuyên chúng tôi học giảng kinh chúng tôi rất nhát gan giảng kinh là việc lớn đặc biệt là cổ nhân nói sai một chữ chuyển ngữ đoạ năm trăm đời làm thân hồ đi, khiến chúng tôi không dám nghĩ đến điều này tôi đến đài trung thân cận thầy lý tôi đến là để nghe giảng kinh nghe kinh không phải là đến học giảng kinh không dám học giảng kinh thầy luôn hy vọng chúng tôi phát tâm học giảng kinh Lúc đó, thầy mới vừa mở một lớp, không tệ, vừa mới mở một tháng. Lớp này một tuần học một ngày, cho nên tôi chỉ thiếu bốn buổi học. Lớp này vừa mới mở. Thầy nói: "Hôm nay chúng tôi có giờ học, em đến xem thử." Tôi nói: "Xem thử thì được. Xem xong tôi cảm thấy. Những người này tuổi tác đều lớn hơn mình trình độ có một nửa không bằng mình vậy mà họ đều phát tâm học điều này đã lay động tâm tôi khi học xong buổi học tôi nói với thầy em có thể tham gia em hy vọng được tham gia Cho nên Con người không được coi thường chính mình Trong kinh Đức Phật nói rất hay Tất cả chúng sanh vốn là Phật Ta vốn cũng là Phật Tại sao không phát tâm làm Phật Thật sự phát tâm Chúng ta đều hy vọng Chánh pháp cưỡng trú Chánh Pháp Phụ Trú đều dựa vào hai hạng người Một là Hoàng Pháp, hai là Hộ Pháp Hoàng Pháp khó Hộ Pháp còn khó hơn Người Hoàng Pháp là làm giáo viên Như thầy giáo và giáo viên ở trường Người Hộ Pháp chính là hiệu trưởng Chánh Pháp Phụ Trú được hay không Thêm chốt ở người Hộ Pháp Hộ Pháp à, có phát triển trọng lớn được hay không? Mấu chốt ở người Hoàng Pháp Hoàng Pháp và Hộ Pháp phải hợp tác lẫn nhau Thì chánh Pháp mới có thể cựu trú Nếu Hoàng Pháp và Hộ Pháp không hợp tác lẫn nhau Thì chánh Pháp không thể cưỡng trú Phải hiểu đạo lý này Vấn đề này vô cùng gian nan. Vì sao vậy? Vì người hộ Pháp không hiểu Phật Pháp Người không tin thông Thế mới xảy ra vấn đề Bởi vậy, người hộ Pháp ngày xưa Hầu như đều là những người thầy giảng kinh thuyết pháp Tuổi tác đã lớn Người kế thừa tiếp theo Họ đã đào tạo xong Họ làm hộ pháp Là người rất tinh thông Họ biết hoàng pháp cần những gì Họ biết Cho nên tận tâm tận lực hộ trì Nếu bạn thân không biết Họ làm sao hộ pháp Ở đây nói với chúng ta Hoàng Pháp hay Hồ Trì Đều phải hiểu Trong đời trước tạo ác Có nghiệp quyết định Cũng có thể nói Thế gian hiện nay của chúng ta Ai cũng có phần Nếu trong đời này Không nỗ lực học tập nhất định bị đọa vào ba đường ác thế giới này tồn tại thì đọa ba đường ác ở thế gian này nếu thế giới này hư hoại đọa vào ba đường ác ở thế giới khác không thể tránh khỏi gặp Phật pháp nhân duyên được độ thuần phục Tụng kinh trì giới Thật sự phát tâm Phát tâm làm gì? Cầu sanh tịnh độ Thân cận Phật a di đà Nhất hướng chuyên niệm Chí tâm hồi hướng Đây là chân tâm Hồi hướng gì? Tức là một phương hướng Đời này ta chỉ chuyên tâm cầu sanh thế giới cực lạc Chỉ thấy Phật a di đà Ngoài điều này ra ta không cầu mong gì cả Đây gọi là chiến tâm hồi hướng Do thừa công đức nguyện này của Phật Di Đà Đây là được nguyện thứ 21 này của Phật A Di Đà gia trị Che chở tốt nghiệp của họ Nhờ Phật nhiếp dẫn Che chở nghĩa là dừng lại không chế Trong đời quá khứ tạo ra những tội nghiệp này Vẫn còn không phải không còn Nhưng nhờ nguyện lực của Phật A di đà chế ngự nó Khiến nó không khởi tác dụng Nếu nó khởi tác dụng sẽ dẫn dắt ta vào ba đường ác Nguyện lực của Phật A di đà có thể giúp ta khống chế nó Nguyện lực của Phật A Di Đà giúp ta, ta phải tiếp thu, không tiếp thu là không được. Nguyện lực của Phật A Di Đà giúp bất kỳ người nào rất bình đẳng, như mặt trời chiếu khắp đại địa. Ta không muốn bị nó chiếu đến Nên đi ra ngoài lấy dù che nắng Như vậy thì hết cách Mặt trời cũng không thể chiếu đến được Phật A Di Đà cũng như thế, ta phải hiểu điều này. Chúng ta tiếp nhận như thế nào? Tin sâu, nguyện ý. thành tâm niệm Phật vậy là đã tiếp nhận. Tiếp thu hoàn toàn, tiếp thu một trăm phần trăm, nghĩa là ta buông bỏ hết hệ thế chuyên, tiếp nhận một trăm phần trăm. Nếu còn âu lo, còn vướng bận, còn nghi hoặc, tức là chỉ tiếp thu một phần rất ít. Rất ít có thể vãng sanh không Cần phải xem nhân duyên khi vãng sanh nữa Ta không thể bảo đảm mình vãng sanh Bởi vậy Thèn chốt đạo dỗ buông bỏ Chưa buông bỏ Buông bỏ mới là công phu đích thực Nguyện hành đích thực và ý đạo hiện thực của chúng ta chắc chắn được sanh tịnh độ hoàn toàn không có nghi hoặc như vậy phật mới giúp ta được dù trong đời quá khứ tạo ra nhiều nghiệp bất thiện nguyện này của phật đều có thể chế ngự nó Đây không phải là diệt Đây là phục, là chế phục Nhờ Phật tiếp dẫn Khi làm chung Phật a di đà đến tiếp dẫn Không đọa vào ba đường ác Nhanh chóng sanh về cực lạc Cho nên nói Không có gì không toại ý Chữ tỏa đây Ở đây Hoàng Niệm Lão có chú giải chỉ cho chí nguyện cầu sanh cực lạc được thành tựu Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc Cho dù là cõi Phạm thanh đồng cư Hạ hạ phẩm phản sanh Như nguyện thứ 20 ở trước đã nói Đều là A duy vị trí Bồ Tát tất cả nguyện vọng đều được thành tựu cho thấy người tốt nghiệp sâu nặng đều có thể không đoạn vào tam đồ đới nghiệp phản sanh chúng ta phải đặc biệt chú ý câu này vì sao vậy? Điều này đối với bản thân tôi mà nói Tôi chính là người như vậy Đời này tôi có thể ra khỏi tam giới hay không? Giới, thế giới Tây Phương Cực Lạc là, là trường học Trường do Phật A Di Đà thành lập Tôi có thể vào được trường học này không? Vào được ngôi trường này Đời này chắc chắn thành Phật Thầy giáo tốt Bạn học tốt hoàn cảnh tu học tốt không có gì không tốt tốt ở chỗ nào tốt ở chỗ khiến ta không khởi một ác niệm nào trường học như vậy trên địa cầu chúng ta không tìm thấy địa cầu chúng ta cho dù trường học có tốt đến đâu cũng đều khiến ta khởi ý niệm ở thế giới tây phương cực lạc Ta không xin khởi được ý niệm tham sân si mạng nghi Đây là Năm bệnh căn của chúng sanh ở cõi ta bà Ta thường gọi là ngũ độc Ta đồng thêm vào mạng và nghi là ngủ độc Ở thế giới cực lạc tuyệt đối không khởi lên ý này Chẳng nhận Thế giới ta bà Không sánh được với thế giới cực lạc Bây giờ chúng ta biết Tất cả khỏi nước của chư Phật Trong ba đời mười phương Đều không sánh bằng thế giới cực lạc Thế giới này có gì tốt đẹp Tốt ở chỗ cư dân nơi đó Không có một ác niệm nào Tốt ở điều này Cõi nước chư Phật khắp mười phương thế giới Chúng sanh trong này Không nói thánh nhân Chúng ta nói đến phàm Phu Cõi đồng tư, cõi phương tiện Không thể không khởi ác niệm Chỉ có cõi thật báo mới không khởi bởi vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc Chính là cõi thật báo Cõi phàm thanh phạm sanh Cũng làm ai duy vị trí Bồ Tát Chính là cõi thật báo Chúng ta biết chỉ có cõi thật báo Mới không khởi tâm động niệm Còn cõi phàm thanh động cư Sao có thể giống với cõi thật báo được Nhờ oai thần 48 nguyện giá trị Những người vãng sinh này Mỗi người đều tiếp nhận một cách hoan hỷ Đều phối hợp với Phật a di đà Mới có hiệu quả tốt như thế Không phối hợp với Phật a di đà Ta không thể đến đó Nhất định phải phối hợp với Ngài Ta mới có thể thành công thật sự thành công. Bi nguyện thâm sâu của Phật A Di Đà, sức nhiếp độ rộng lớn biến cấp mười phương. Ba câu này là khen ngợi Phật A Di Đà, Đại từ đại bi. Bốn mươi tám nguyện của ngài nhiếp thọ tất cả chúng sanh tạo nghiệp sâu nặng cấp biến pháp giới hư không giới ngài đều nhiếp thọ điều này hơn hẳn tất cả cõi nước của chư phật trong người cư Chúng ta xem tiếp đoạn sau cùng Hiện tông tại giới Phật giáo hải ngoại Đối với tông chỉ đến việc vãng sanh Tương đối có sự tranh luận Chư vị đồng học Đọc câu này Có thể không biết Nhưng tôi biết Khi ông viết cuốn sách này Tôi đang ở Mỹ Quả thật lúc đó ở California của Mỹ có một phái Họ nói Vãng xanh thế giới cực lạc Phải chi nghiệp mới có thể vãng sanh Đới nghiệp không thể vãng sanh Tôi đến Mỹ Vừa đúng lúc phái này Đang trên đà phát triển rất hưng thịnh à, đương nhiên hã, có gặp họ những người tu Chính học tịnh độ không biết phải làm sao cư sĩ hà, hà liên cư cư sĩ chu tuyên đức Thái giáo thọ của trường đại, đại, đại học đài loan sau khi về hưu ở tại los angeles đã gặp tôi tôi đáp máy bay ông đến phi trường đó Ngồi trên xe Ông nói với tôi Thầy tịnh à Hiện nay có người nói Đới nghiệp không thể vãng sanh Phải tiêu nghiệp với vãng sanh Vậy phải làm sao Ông đưa vấn đề này ra hỏi tôi Tôi nói với ông Chúng ta quen nhau từ trước ở Đài Loan Ông là bạn của Thầy Lý Tôi nói Đới nghiệp không thể vạn sanh Phải tiêu nghiệp mới có thể vãng sanh Đức Phật không nói như thế Ông tin Phật hay tin vị Pháp sư này Quý vị thử nghĩ xem Rốt cuộc ta tin vào bên nào Tin Đức Phật Nếu vậy thì không để vấn đề này trong tâm Chỉ nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Thực tế mà nói Đều là do Chưa hiểu rõ về giáo lý Chưa thật sự thông đạt Tôi ở bên đó giảng kinh Đối diện với đại chúng Hơn nữa thế lực của họ còn rất lớn Tôi nói như thế nào Tôi nói đới nghiệp vãng sanh Là bi tâm Bi nguyện của Phật A-di-đà Tiêu nghiệp vãng sanh là vị Pháp sư này nói Tôi chưa từng gặp nhưng tôi biết ông ta Là đại từ đại bi của ông muốn quý vị tiên thêm một ít nghiệp mang theo ít hơn là việc tốt không phải sống ta có thể mang theo ít hơn một chút đến thế giới cực lạc phẩm vị cao hơn một chút ông ta cũng là tâm tố mới đến mỹ không được đắc tội với người đắc tội người khác những ngày tháng sau này rất khó sống Bởi thế tôi tìm cách hóa giải vấn đề này Tôi nói đới nghiệp vạn sanh Là chư vị tổ sư cao tăng nói Còn đây là phái mới của họ nói Chúng tôi cũng khen ngợi họ Đã khuyên mọi người tiêu thêm chút nghiệp chứng Tiêu thì càng tốt Nếu không tiêu được Ta đi theo Phật Phật cho ta đới nghiệp vạn sanh Nếu có thể tiêu được nghiệp cũng rất tốt Tất cả đều được vạn sanh Tiêu nghiệp cũng được mà đới nghiệp cũng được. Chúng tôi điều hòa cả hai cách non. Bây giờ căn cứ kinh này, hiện nay căn cứ theo bộ kinh này, căn cứ nguyện này, tức là biết thuyết đới nghiệp vạn sanh, đúng là căn cứ theo nguyện của Phật. Đây là nguyện của Phật. Bộ nguyện của Phật A Di Đà, bộ nguyện của nguyện thứ hai mà những nghiệp mang theo chính là chỉ ác nghiệp. Trong nguyện này đã nói rất rõ ràng là mang theo ác nghiệp tạo trong quá khứ. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ lời trong kinh văn. Chúng ta đã biết Quay đầu là bờ Tin sâu nguyện khí Sửa đổi Sửa đổi không có gì khác ngoài buông bỏ Buông bỏ tức là sửa đổi Sai lầm lớn nhất chính là không buông bỏ Tức là hoài nghi Không hoài nghi Có thể buông bỏ Đó chính là sửa đổi chính mình Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật but